bạn thân mến, lạc bước giữa trường đại học Inha có cảm giác như là mình đang đi ở giữa một bài thơ vậy. Và ngày hôm nay thì Mep rất là may mắn đó là gặp hai bạn sinh viên của Mep hiện nay đang học tại trường đại học Inha, đó là bạn Quỳnh Hoa và bạn Đăng Thực. Các bạn cũng biết rằng là Inha là một trong những cái trường được coi là trường tốt nhất ở Incheon, và cái việc mà tuyển sinh đầu vào của trường cũng rất là kỹ lưỡng, với cái yêu cầu đầu vào rất là cao, cho nên rằng đòi hỏi các bạn sinh viên phải có một cái sự chuẩn bị kỹ ở Việt Nam. Và khi mà sang đến ngôi trường này để học thì các bạn sẽ được thầy cô cũng như là các lớp học ở đây thì hỗ trợ để bạn có thể là có một cái sự phát triển về tiếng một cách nhanh nhất.